ơi. Phải nãy giờ rồi, con kia kìa, rồi đó là. Thôi tư bạn chụp đi, thôi bạn chụp cho mình đi. Trời ơi. Căng quá à. Đi kêu ba đứa chụp. Ok. Xong này cho. Sau này em chị Trinh chụp một mình nha. Rồi, nha. Rồi, ngay như vậy mình thường tưởng là thật sái ca ca sĩ được chậm làm, nhưng mà ai mà chơi với dân ở ngoài chẳng hạn như anh Đức là chơi thân với dân ở ngoài biết cái con người này nó nhây cỡ nào đó lại coi được thấy đó không có trời bình thường nghiêm túc lắm. Ví dụ di dân trên sân khấu khác nha, mà di dân kiểu hẹn hò bạn bè ở ngoài đó nhây cỡ đó đó sao đây hình như là ở dưới di dân cũng có thấy chuyện thầm bên dưới thấy là như là chị Miu nhớ mà anh Đức nghe chị Miu anh Đức đó. Thì chắc cũng không biết chừng nào mời thôi đợi đi đó, cứ đợi lẽ ra có bạn là thầm đầu tiên đó. Thôi đừng lẽ ra gì hết á, rồi không, ai, mà số này ai tập đầu tiên cũng được của anh Đức đó, ai tập đầu tiên cũng được hết mà không biết số sao mời ai, số sao mời ai, người ta trải nghiệm về đồ ăn thức uống hay là trải nghiệm về du lịch thì còn cùng đi về video official thì trải nghiệm mình trai. Cũng hay ghê á. Mình em đang cắt cái format này mình làm ta. Cái kỳ đâu không được, không được không được, đúng rồi được. Thôi ta trải nghiệm về trai, về gái, rồi tụi mình trải nghiệm về gay đi. Rồi, bỏ qua nha, đừng mọi người đừng xem chương trình đó nha. Ok.